Chào mừng anh chị em chúng ta đã quay trở lại với kênh đầu tư chứng khoán cùng với Invest, nơi mọi người sẽ được chia sẻ phương pháp đầu tư theo sóng ngành và lựa chọn những cổ phiếu mạnh nhất để giúp cho anh chị em chúng ta tối ưu được lợi nhuận. Thì nếu như anh chị em chúng ta thấy được những giá trị của Cube Invest chia sẻ cho tất cả anh chị em cộng đồng ở trong thời gian vừa qua để giúp cho mọi người có được những cái lợi nhuận tốt, cũng như giúp cho mọi người tránh được những cái nhịp điều chỉnh mạnh để mọi người bị mất lãi đúng không? Thì mọi người có thể là ấn like, subscribe kênh và nhấn chuông thông báo để nhận được những cái clip mới nhất mà team mình gọi là chia sẻ đến tất cả anh chị em cộng đồng, Đấy, những cái giá trị mà mọi người sẽ được nhận được hoàn toàn free. Thì uh, giai đoạn vừa qua, eh, chúng ta thấy rằng trên uh, rất là nhiều uh, những cái phương tiện, truyền thông hay là câu chuyện của các đội nhóm, thì đa phần nhà đầu tư chúng ta đang có một cái sự kỳ vọng là thị trường sẽ vượt 1.300. Tuy nhiên thì thị trường luôn là như vậy, đúng không? Khi mà chúng ta tất cả đều có một cái mong chờ là thị trường sẽ vượt 1.300, nhưng nếu như mà thị trường nó đi ngược lại so với kỳ vọng của chúng ta, thì chúng ta cần phải có được một cái dấu hiệu, là nhận dạng được tín hiệu của thị trường quay đầu và từ đó mọi người sẽ biết được cách để chúng ta làm sao tối ưu lợi nhuận và phòng ngừa những cái rủi ro của thị trường đúng không thì vậy thì ngày hôm nay ấy, tân và phúc sẽ cùng anh chị em chúng ta xuất hiện trong buổi uh, live stream ngày hôm nay và chia sẻ những cái, cái dấu hiệu ấy, để giúp cho mọi người nhận diện được những cái tín hiệu rủi ro của thị trường Đấy, và tránh cho giai đoạn mà anh chị em chúng ta đang có những cái lợi nhuận tốt tự nhiên quay về trạng thái mất lợi nhuận và thậm chí là có những người mà mất được lại mất cả lãi và âm cả vốn ok chưa đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có những nội dung chia sẻ về cái câu chuyện là làm cách nào để chúng ta nhận diện được tín hiệu rủi ro của thị trường đấy phân biệt được câu chuyện của thế nào là bệnh bull chát để cho anh chị em chúng ta phòng ngừa rủi ro và tránh cho câu chuyện mua hưng phấn và thứ hai nữa mà khi thị trường chúng ta đang ở trong nhịp giảm đúng không thì chúng ta hãy luôn nghĩ đến câu chuyện của cơ hội bởi vì bản chất mọi người sẽ thấy rằng ấy, khi thị trường giảm đám đông sẽ có một cái thói quen đó chính là chán nản đó chính là tuyệt vọng nhưng với cộng đồng của unco thì khi thị trường chúng ta ở trong đà giảm mọi người hãy luôn có một cái thái độ ngược lại đó chính là hãy nghĩ đến câu chuyện của cơ hội bởi vì nếu như mà chúng ta mua được đúng đáy của thị trường hay là mua được đúng đáy của cổ phiếu thì mọi người sẽ có được những cái mức lợi nhuận rất là tốt đấy tốt hơn rất nhiều so với câu chuyện là càng lên cao mọi người sẽ đu đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay để chúng ta sẽ có hai cái nội dung, một là nội dung chia sẻ về yếu tố phòng ngừa rủi ro nếu như thị trường nó không được như kỳ vọng và thứ hai nữa là chúng ta sẽ chia sẻ về yếu tố của cơ hội nếu như thị trường của chúng ta có những điều chỉnh mạnh thì hãy nhớ cơ hội nó sẽ đến với tất cả anh chị em nhà đầu tư và nếu như mà chúng ta tận dụng được cơ hội đó lợi nhuận nó sẽ rất là lớn ok vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên đó chính là cách để chúng ta phòng ngừa rủi ro và cái cách mà team mình đã hướng dẫn cho tất cả anh chị em đấy nhà đầu tư để chúng ta biết cách chốt lời một cách hiệu quả và chuẩn bị nhìn thấy cơ hội ở trong những thời điểm tiếp theo của thị trường và phần này thì phúc sẽ chia sẻ cùng anh chị em đầu tư nhé OK, OK. Xin chào toàn thể anh chị em nhà đầu tư. Chúng ta đã trở lại với nhau ở cái buổi livestream cực kỳ đặc biệt. Hôm nay là một cái số đặc biệt mà khi các bạn trải qua một tuần vừa rồi là một tuần của thị trường giảm điểm, đúng không? Cho nên tại sao hôm nay thì mình đã có gì ạ? Nên cái nội dung cực kỳ đặc biệt về dấu hiệu bẫy bull trap và tín hiệu tạo đáy. Đây là hai cái ngược nhau. Bẫy bull trap là gì? Nó báo hiệu cho rủi ro. Còn tín hiệu tạo đáy nó báo hiệu cho cơ hội, đúng không? Thì phần đầu tiên liên quan đến dấu hiệu bẫy bull trap tức là tuần sau các bạn sẽ thấy là thị trường hoàn toàn có thể sẽ có một tuần là gì ạ? Có những phiên hồi phục. Và liệu rằng những phiên hồi phục đấy là bull trap hay là tạo đáy. Thì chúng ta sẽ phải có những cái kinh nghiệm, kiến thức để các bạn nhận diện nhá. Về nếu là bull trap cái hành động nó sẽ khác với hành động là gì tạo đáy. Nếu bull trap là gì ạ? Là hành động của nhà đầu tư thường sẽ bán. Còn nếu gì ạ? tạo đáy hành động của nhà đầu tư là gì? Là để mua. Ok chưa Cho nên tại sao cái buổi ngày hôm nay anh chị em chú ý tập trung về cái kiến thức cực kỳ quan trọng mà là một số đặc biệt mà chưa bao giờ các bạn nghe thấy đúng không đó thế thì ở đây chúng ta đi vào phần số 1 liên quan đến bẫy bun nó sẽ có những cái nội dung nào mà anh chị em sẽ được chia sẻ kiến thức ngày hôm nay thứ nhất chúng ta sẽ đánh giá xem là bun là gì rất nhiều anh chị em nhà đầu tư tham gia thị trường còn không biết bun là gì thứ hai cách nhận diện sớm bun chap các bạn phải biết những tín hiệu trước khi nó xảy ra hiện tượng bun lên xong rồi nó giảm xuống đúng không thứ ba là gì hành động trong một tuần qua của chúng ta như thế nào mà tại sao tuần qua chúng ta lại giữ được lợi nhuận khi thị trường giảm điểm? Thứ tư là gì ạ? Kế hoạch cho tuần tới, thị trường sẽ vận động ra sao? Ok chưa Và đó thì là những cái phần mà các bạn sẽ được chia sẻ ở cái phần đầu tiên. Thì chúng ta đi vào phần thứ nhất đó chính là bull trap là gì? Chắc hẳn rằng gì ạ? Mình tin rằng có nhiều bạn mới vào thị trường sẽ thấy khái niệm bull trap còn lạ, các bạn còn chưa biết bull trap nó là cái gì. Thì bull trap nó chính là hiện tượng hồi phục tạm thời của cổ phiếu hoặc thị trường trong một xu hướng giảm. Ok chưa? Đó, tức là các bạn đang thấy là gì ạ? Trong một tuần qua là thị trường đang bước vào xu hướng giảm ngắn hạn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây ạ. Viên Viên ở đây các bạn có thấy không? Trong khoảng một tuần qua năm phiên thì đến bốn phiên giảm chỉ có một phiên đi ngang. Đó, thì bản chất của VNX sau khi nó bẻ gãy 120, 20 rồi bẻ gãy MA50 và bây giờ đang về 1200, thì nó đang vào xu hướng giảm ngắn hạn. Ok chưa? Đó, thế thì khi vào xu hướng giảm ngắn hạn thì nó hoàn toàn sẽ có xuất hiện những nhịp hồi phục thì các bạn nhớ rằng những nhịp hồi phục phải đánh giá xem có phải là bún cháp không, ok chưa? Bản chất của bún cháp là lực cầu mua bắt đáy cổ phiếu tham gia. đấy. Tuần này các bạn thấy là một tuần giảm điểm, thì tuần sau khả năng sẽ là một tuần gì ạ? Có tăng điểm. thì khi có tăng điểm các bạn phải đánh giá xem cái lực cầu bắt đáy này là của tổ chức hay là của cá nhân. thường của tổ chức nó sẽ làm cho một nhịp bật mạnh, còn của tạo đáy đi lên, còn của cá nhân thì nó hay tạo ra gì ạ? Một nhịp hồi lên, sau rồi lại đạp xuống. Đó, nhưng cái nhịp hồi lên này này là bắt đáy lực cầu không đủ thì nó sẽ gì ạ? Không đủ mạnh mẽ để chống lại phe bản thì lúc đấy nó sẽ thành rơi xuống. Ok chưa? Thì người ta gọi là bùn chạp Đấy. Vì vậy, giá cổ phiếu tiếp tục giảm sau khi nhóm nhà đầu tư mua bắt đáy thất bại. Đó. Ok chưa? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Những cái giai đoạn của bùn chạp mà các bạn thường thấy. Ví dụ như giai đoạn này của 24 tháng 7 này, các bạn nhìn một nhịp hồi phục này. Đấy, sau đó gì ạ? Sau khi nhịp hồi phục không thành công bắt đầu lực cung tăng lên thì nó lại rơi xuống mạnh thì người ta gọi đây là gì trong một cái đà giảm nhé các bạn nhìn ví dụ như the, từ, mùng 10 tháng 7 thị trường bước vào xu hướng giảm mạnh ừ, xu hướng giảm đúng không trong ngắn hạn sau đó sẽ có những nhịp hồi lên hồi lên khoảng một tuần rồi nó lại đập xuống rơi rất là mạnh thì nếu ở đây mà các bạn nhìn thấy thị trường có một nhịp hồi lên sau đó lại đập xuống thì cái nhịp hồi lên đấy gọi là bull trap thế thì đây tương tự các bạn nhìn những giai đoạn này khi thị trường bước vào xu hướng giảm này nó sẽ có những nhịp hồi ba phiên xong rồi đập tiếp xong rồi hồi một tuần rồi đập tiếp hoặc hồi gì ạ 3 bốn phiên rồi đập ok chưa thì đấy là những cái gọi là rủi ro đúng không thế thì khi gọi là những cái rủi ro như vậy anh chị em hiểu được là gì đấy là những nhịp hồi bun cháp nó sẽ không mang lại cơ hội lợi mà các bạn nhận diện được thì các bạn sẽ gì ạ? bảo vệ được tài khoản đó hoa hoàn toàn là tuần sau các bạn chú ý cho mình là có xuất hiện hiện tượng đó không vậy thì tín hiệu để nhận diện sớm của bun cháp là gì khi các bạn thấy bun cháp các bạn hiểu khái niệm các bạn hiểu đâu là giai đoạn bun cháp thì các bạn phải biết là nhận diện sớm nó như thế nào nhá đấy ví dụ tuần sau các bạn thấy tăng giá liệu rằng nó là tạo đáy đi lên hay là bù chắc thì chúng ta phải nhận diện là gì thứ nhất là giá của VNX tăng co giật có quyết liệt hay không tăng co giật thường không quyết liệt thì nó gọi là bu thứ hai là khối lượng thanh khoản thấp trong nhịp hồi phục kỹ thuật ok chưa tức là các bạn nhìn giá thì là tăng nhưng không quyết liệt nó giật lên rồi xuống Đó. còn khối lượng trong quá trình vậy? VNX tăng thường là gì thanh khoản không cao OK đó. Cái thứ ba là không có nhóm ngành hay cổ phiếu mạnh nào xuất hiện bùng nổ cả. Đó, đây là ba tín hiệu cực kỳ quan trọng. Thì vào cái tín hiệu đầu tiên là giá vnX tăng co giật không liên liệt này, các bạn nhìn ở đây cho mình nhé. Đặc biệt những cái giai đoạn mà 2023 thị trường vào một cái xu hướng giảm mạnh nhá. Các bạn nhìn đây là những giai đoạn này rất dễ nhận diện. Đây là trong một cái xu hướng nó rơi. Khi nó rơi này phá vỡ 120 này, phá vỡ 150 thì sau đó những cái lúc dây mạnh xong nó sẽ có những nhịp hồi. Các bạn thấy không? Đây là một phiên hồi phục, lại rút chân sau đó các bạn sẽ nhìn thấy những phiên sau đó cũng gì ạ? đạp xuống rồi lại rút chân lên nhưng ngày hôm sau các bạn nhìn thấy một phiên gì ạ? kéo hưng phấn lên rút đỉnh tạo ra một cây nến đỏ mở gác ok chưa và các bạn nhìn tiếp theo lại một cây lưỡng lự đi ngang khi nó lưỡng lự đi ngang tạo nến doji như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cung cầu ngang nhau nhưng các bạn để ý cho mình này cái thanh khoản nhá cái thanh khoản ở đây thanh khoản ở đây nó đang giảm đi ok chưa đó tương tự đây này các bạn nhìn ở đây cũng là một nhịp phục hồi lên đúng không? Thanh khoản nó giảm đi không ạ? Thanh khoản nó giảm đi. Và khi mà phục hồi lên thanh khoản giảm đi thì sau đấy nó thường xuất hiện một phiên bán rất lớn 37 điểm này. Sau đó các bạn nhìn thấy giảm này. Đấy, bán bao nhiêu ạ? Một phiên bán 20 điểm này, một phiên bán 18 điểm. Đấy, các bạn chú ý cho mình tuần sau nếu cái hiện tượng mà phục hồi lên mà các bạn nhìn thấy thanh khoản không gia tăng mà cứ giảm đi thì đấy là một dấu hiệu rủi ro, không phải là không phải là cấu hiệu cơ hội nhá. Ok, tương tự các bạn nhìn cho mình cái dấu hiệu cổ phiếu. Ví dụ các bạn nhìn vào cổ phiếu đã. đây là một cổ phiếu gần nhất là giai đoạn của tháng 7 thì nam kim đây là một cổ phiếu đang trong xuống giảm ok chưa xuống giảm hồi phục lên giảm xuống thế các bạn nhìn ở đây là gì trong xuống giảm mạnh nó sẽ có những nhịp hồi phục ok chưa giá của nó cứ giật lên rồi xuống đó và nó không tạo ra sự quyết liệt trong đà tăng thì sau đó nó hoàn toàn có những cây giảm 3,8%, tám cây giảm 6% sàn sản và các bạn nhìn cho mình cái thanh khoản này nó rất thấp tức là hồi phục hồi phục nhưng mà gì ạ lực cầu vào không mạnh thì đấy một là một trong những cái kinh nghiệm mình chia sẻ anh chị em là giá của VNX đúng không ạ? Cũng như là gì ạ? Tăng co giật không quyết liệt này, khối lượng thanh khoản thấp trong nhịp hồi phục thì cổ phiếu nó cũng tương đồng như vậy. Và các bạn nhìn vào các cổ phiếu tuần sau mà thấy hồi phục, không có nhóm ngành hay cổ phiếu mạnh nào xuất hiện bùng nổ, tức là bùng nổ là gì? Giá tăng mạnh có thể là 5%, 7% trần tị và thanh khoản tăng lớn thì tức là lúc đấy là một dấu hiệu rủi ro của hiện tượng Bùn cháp nhận diện sớm nhá. Ok chưa? Đó, thì sau khi các bạn đi vào cái dấu hiệu gì ạ? cách nhận diện sớm của bootstrap rồi thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện là các bạn nhớ rằng một tuần qua đúng không? thị trường cũng có những cái dấu hiệu rủi ro nó cảnh báo cho mọi người Đấy, rất rõ ràng các bạn để ý cho mình là khi trước đó thì mình đã chia sẻ với anh chị em là gì để vnx có thể vượt một nghìn ba trăm đúng không thì nó phải có những cái trạng thái như thế nào các bạn nhìn vào giai đoạn của bao nhiêu ạ các bạn nhìn vào giai đoạn của đầu năm đây đầu năm mà để nó có một cái nền giá đây một nền giá và vượt lên một hai hai ba là banh dẫn dắt nhịp một sau đó để vào tăng nhịp 2 ok chưa thì các bạn nhìn thấy là gì khi banh vào nhịp 2 này tăng lên phải có banh nhưng bên cạnh đó phải có những nhóm cổ phiếu bổ trợ cho banh nó là gì ạ nó là ví dụ ở đây các bạn phải thấy là chứng khoán các bạn nhìn đây là gì những cổ phiếu như đây khi vnx nó vào đà tăng số 2 thì nhóm chứng khoán nó vào đà sóng vượt đỉnh hay những cổ phiếu các bạn nhìn thấy như là gì bất động sản khu công nghiệp gvr đi tinh nền xong vượt đỉnh nhưng ngược lại các bạn nhìn thấy trạng thái gì ạ? trạng thái trong vòng đầu tuần qua, các bạn thấy đầu tiên là các bạn thấy hiện tượng những cổ phiếu chứng khoán thủng hỗ trợ, đúng không? trước đó các bạn đã thấy là bất động sản thủng này, đấy, xong rồi đến gì ạ? dầu khí thủng này, xong rồi lại thép này, thế thì đầu tuần qua các bạn nhìn cho mình là gì? những cái nhóm cổ phiếu mà kỳ vọng, kỳ vọng rằng VNX mà vượt đỉnh thì nó cũng sẽ tạo cân bằng ở đây rồi nó quay lên. ví dụ các bạn nhìn kể cả như VDS này, khi mà VnX vượt đỉnh đầu năm, đó. À VNX ở trong đà tăng áp tre này. Các bạn thấy không? Sóng banh dẫn dắt này thì vào nhịp tăng số 2 thì những con như VNX này nó không được thủng MA50 và nó quay đợi đà tăng. Thì từ đầu tuần các bạn nhìn thấy không? VNX cắm xuống ngày 21 tháng 10. Đấy, và ngày tiếp theo ạ, mươi 22 tháng 10 lại còn thủng MA200 bán ra thanh khoản lớn. Đây là tín hiệu rủi ro tức tương tự các bạn nhìn thấy những cổ phiếu như là gì? HCM, những cổ phiếu neo dẫn dắt của chỉ số và dẫn đại diện cho cổ phiếu gì ạ? Một trong những cổ phiếu đầu ngành của nhóm chứng khoán nó xảy ra hiện tượng ngày 21 tháng 10 này bán xuống nhưng chưa gãy MA 50. Sau đó ngày hôm sau tiếp tục bán một cây thanh khoản lớn hơn, vừa gãy MA 50. Ok chưa? Thì đây tiếp tục là tín hiệu cảnh báo rủi ro cho anh chị em gì ạ? Đầu tuần ngày 21 và 22. Ok chưa? Tương tự, các bạn nhìn tiếp tục một cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm VN30 thủng nền đại diện cho nhóm ngành hàng hóa là GVR. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Trước GVR các bạn sẽ nhìn thấy có những cổ phiếu như là gì? DGC nhé. Các bạn nhìn ngày 21 ạ, thủng 200. 22 tháng 10 là gì? Thủng bao nhiêu ạ? Thủng luôn và thanh khoản lớn bán ra. Thì trước đó các bạn nhìn những cổ phiếu DGC ạ. Trong giai đoạn của nhịp tăng đầu năm, khi VNX tăng lên này, này. Đó, thì DGC bùng nổ. Sau khi VNX có nhịp điều chỉnh. Đó, bùng nổ đi lên đi lên. Nhưng hiện tại các bạn thấy ạ, đầu tuần nó đã cho các bạn hai ngày hôm thứ hai thứ ba cảnh báo là thị trường sợ có dấu hiệu rủi ro. GVR cũng vậy. Các bạn thấy không? GVR ngày 21 dấu hiệu gì ạ một phiên giảm điểm thanh khoản chưa lớn chưa quá rủi ro nhưng đến ngày 22 các bạn nhìn đó bán xuống thủng mất vùng 35 và và phá vẫn nền nhưng trước đó các bạn nhìn thấy ạ thị trường muốn đi vào đà tăng tiếp thì GVR là bùng nổ đi lên đi lên thì các bạn đã thấy được cái hiện tượng gì ạ nó cảnh báo sớm rủi ro cho nhà đầu tư chưa ạ cho nên tại sao các bạn sẽ thấy là khi bất động sản thủng đáy nhưng cân bằng được đáy trước thì nó bán đến thép nó bán đến trứng rồi nó bán những cổ phiếu như DGC GVR thì team mình đã tư duy ngược lại so với đám đông một chút đúng không ạ? dù rằng dạ, tuần trước các bạn thấy là cả thị trường ai cũng thấy thị trường đang là rất đẹp rõ ràng chúng ta cũng thấy tuần trước thị trường nó vẫn ổn nó vẫn đi tích lũy biên hẹp nhưng các bạn bắt đầu thấy từ đầu tuần ạ từ ngày 21 là bắt đầu thị trường lại quay xuống giảm gãy mười hai này ngày 22 là dẫn dạ, gãy mười năm 50 ok chưa thế thì tại sao các bạn sẽ dẫn đến một cái hành động các bạn sẽ nhìn thấy của team đó chính là gì ngày 22 ngày 22 này, này có những cổ phiếu dấu hiệu suy yếu không giữ được nền giá nên anh chị em nên bán Ok chưa? Sau đó các bạn sẽ thấy những động thái gì ạ? Ngày 23. Đấy, tìm mình cho gì ạ? Anh chị em chốt lãi. Chốt lãi và giảm tỷ trọng cổ phiếu đi. Các bạn thấy không? Đặc biệt đây là những cổ phiếu ngân hàng. Các bạn cũng biết vừa qua chúng ta gì ạ? Mua chân sóng nhóm ngân hàng rất nhiều cổ phiếu. Nhưng chúng ta bắt đầu có những động thái khi thị trường nó không đi như mong muốn là ngân hàng dẫn thị trường lên một con sóng hai. Đấy, và VNX phải vượt 1.300 thì chúng ta thấy là gì? Tín hiệu là muốn VNX vượt 1.300 là nhóm chứng khoán nó phải đồng pha hỗ trợ cộng với cả gì ạ? Những cổ phiếu hàng hóa như DGC, GPR nó phải đi cùng hướng đi lên. Nhưng khi đó những tín hiệu sớm cho nhà đầu tư trong cách nhận diện kể cả những nhịp gọi là gì ạ? Là những nhịp rủi ro. Đó là phải những cổ phiếu thủng nền này, những cổ phiếu thủng hỗ trợ này. Thì lúc đấy còn mỗi banh chưa bị bán thì rủi ro cao có thể đến lượt luôn phiên nào banh. Tại sao các bạn nhìn cái cách nhận diện sớm của tim mình là như vậy? Và tại sao gì ạ? Ngày 23 tháng 10 buổi sáng ngày hôm đó chúng ta đã thấy những rủi ro thì những cổ phiếu như STB team mình đã quyết định ạ? Cho anh chị em ạ? Chốt lời. Ok chưa? Hay là gì ạ? Ngày hôm đó tiếp tục thấy những hiện tượng kéo VC mà xả VHM thì đấy là tiếp tục những cổ phiếu ngân hàng chúng ta chốt lời bớt. Ok chưa? Thì các bạn sẽ thấy được cái cái gì ạ? Cái lộ trình mà team mình chia sẻ với anh chị em về câu chuyện là gì ạ? Là khi thị trường chúng ta nhận diện được rủi ro. Thế thì các bạn nhìn những cổ phiếu ngân hàng như là gì ạ? STB. Tại sao toàn bộ thị trường các bạn nhìn thấy sự đu bám ở cái cây vượt 36 nhưng sau đó gì ạ? Những cái tín hiệu rủi ro xuất hiện bắt đầu từ đầu tuần ngày 21 này. Cổ phiếu này gì ạ? Kéo lên rút đỉnh, kéo lên rút đỉnh Thế thì tại sao cái cây ngày 23 này đó là cây chúng ta chốt lời bớt? Đó, để anh chị em hiểu được là gì? Tại sao những cổ phiếu ngân hàng trong gì ạ? trong đầu tuần qua chúng ta chốt lời bớt thì khi đó chúng ta sẽ bảo vệ được lợi nhuận. Nhưng toàn bộ thị trường các bạn sẽ thấy là gì? Nhà đầu tư vẫn tập trung và đang muốn chỉ có mua thôi. Nhưng Miracle đã đi ngược lại từ tư duy đám đông. Khi thấy những tín hiệu rủi ro từ xuất hiện từ ngày thứ hai và thứ ba thì chúng ta đã có hành động gì ạ? Bán bớt cổ phiếu, hành động gì ạ? Chốt lời bớt cổ phiếu. Ok chưa? Đó thì các bạn sẽ hình dung được là sau đó tin mình đến gì ạ? Đến ngày 24 thì mình nói với chị em là gì? Hai phiên cuối tuần mà các bạn thấy hiệu ứng vẫn đi ngang vô nhỏ thị trường. Thì gì ạ? Dạ, cầu thì để có cầu vào vào phải gì ạ? Dạ, phải xuất hiện thêm một phiên đạp nữa. Về có thể quanh 1200 tương ứng 1250 nhá. Đó, thì các bạn sẽ hình dung ra kế hoạch như vậy. Thế thì sau đó các bạn sẽ có một cái kế hoạch tuần tới khi đã quản trị rủi ro. Đó là gì? Dự kiến tuần tới sẽ có một nhiệm vụ kỹ thuật cho những nhà đầu tư nào gì ạ dạ, mà muốn cơ cấu danh mục đúng không? Khi tim mình đã cho anh chị em trong zoom ạ, dạ, chốt lời được bớt cổ phiếu và chúng ta đã diện có một danh mục an toàn thì tuần tới khi có những cái nhịp hồi chúng ta phải đánh giá xem nó là bull trap hay nó là tín hiệu tạo đáy nhé để các bạn dĩa để các bạn xem nó là cơ hội hay nó là rủi ro nếu như nó là bull trap thì những bạn nào giai đoạn tới đặc biệt là ạ trên cộng đồng các bạn không ở trong zoom đúng không thì các bạn mà chưa quản trị rủi ro thì các bạn nhớ rằng nếu là bull trap các bạn phải quản trị rủi ro còn nếu như ạ tuần tới mà thị trường là tín hiệu tạo đáy thì team mình sẽ cho anh em trong zoom ạ kế hoạch bật đáy đúng không ạ? Đó, thì các bạn phải chú ý về câu chuyện gì ạ? đánh giá về cả tỷ trọng nhá. Khi mà nếu tuần tới là bull trap các bạn phải quản trị chuẩn về tỷ trọng đầu tư nhá. Các bạn không được đầu tư một mức tỷ trọng cao. Tại sao gì ạ? Giai đoạn vừa qua khi VN chưa vượt 1.300 mình nói anh chị em đừng bao giờ đầu tư bằng mua gì bao giờ nó phải vượt nghìn là và khi VNX có dấu hiệu gì ạ rủi ro anh chị em phải nhận diện được nó sớm và bắt đầu quản trị quản trị làm gì ạ? đó là bán cổ phiếu và chốt lời cổ phiếu đó, thì các bạn sẽ thấy được sự khác biệt trong cái gì? cái cách nhận diện sớm của miracle đó chính là gì luôn có kế hoạch trước và chuẩn bị mọi kế hoạch cho cái việc rủi ro thì đó chính là chúng ta gì? cần phải có lượng tiền mặt trong tài khoản nhiều hơn thế thì bây giờ chúng ta đang có lượng tiền mặt trong tài khoản nhiều và chúng ta đang chuẩn bị cho một gì? một kế hoạch gọi là gì bắt đáy ok chưa chúng ta sẽ cho có một kế hoạch gọi là gì thế nào bắt đáy trong tuần sau nếu như tuần sau là tuần tạo đáy của thị trường chung thì chúng ta sẽ nhận diện là tín hiệu tạo đáy như thế nào hay là nó nếu như là không phải là bun chác thì nó sẽ là tạo đáy. thì những tín hiệu như nào gọi là tạo đáy thì tân sẽ chia sẻ mọi người trong phần tiếp theo nhé. ok như vậy anh chị em chúng ta cũng đã đi qua câu chuyện Đấy, thế nào là buôn chát và cái dấu hiệu để giúp cho anh chị em chúng ta cảnh báo rủi ro đúng không và chúng ta cũng thấy rằng ấy, tuần tới sẽ là một tuần rất là quan trọng bởi vì nếu như thị trường của chúng ta là bút chắc thì đó sẽ là rủi ro còn nếu như mà câu chuyện của thị trường ấy, tuần tới tạo đáy thì nó sẽ là cơ hội sớm hoặc là nếu như mà anh chị em ta tưởng tượng này nếu như thị trường của chúng ta có tiếp tục là một cái nhịp giảm mạnh thì cái cơ hội để chúng ta cần phải chờ đợi đó chính là những cái nhịp bắt đáy sâu đấy hiện tại team mình cũng đã chuẩn bị những cái thời điểm đó những cái kế hoạch hay là câu chuyện chia sẻ kiến thức để cho tất cả anh chị em chúng ta có được một cái lộ trình đấy, đầu tư là luôn phải có kế hoạch đúng không vậy thì kế hoạch để giúp cho anh chị em chúng ta có được những cái nguồn lực để mà thấy được cơ hội khi thị trường nó vùng đậy vậy thì sau phần tiếp theo này thì tân sẽ cùng anh chị em chúng ta đồng hành và chia sẻ những cái góc nhìn và tư duy thế nào là vùng tạo đáy và dấu hiệu để cho chúng ta nhận diện đáy như thế nào ok chưa chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nội dung của bốn phần như sau chúng ta sẽ định nghĩa câu chuyện của tạo đáy mọi người thấy rằng cái câu chuyện của tạo đáy lúc nào cũng sẽ kích thích cho yếu tố của nhà đầu tư bởi vì như chúng ta đã phân tích ở phần đầu ấy, là nếu như mọi người mua được cổ phiếu ở giai đoạn tạo đáy thì cái mức lợi nhuận mọi người sẽ kiếm được Khá là, kính, khá là tốt đúng không và bên cạnh đó thì nếu như mọi người mua vùng đáy thì cái vị thế mọi người sẽ là tốt mọi người có thể cầm được một cổ phiếu ấy, dài hơn so với những người khác những người mà mua cao bán cao và yếu tố thứ hai nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau nói đến đó chính là cách để chúng ta nhận diện tín hiệu của tạp đáy đương nhiên rồi ấy, đáy đi qua khi mà ai cũng thấy nó nào đáy đúng không nhưng để nhận diện được nó thì nó sẽ phải có những cái tín hiệu để cho chúng ta nhận dạng thêm vào đó nữa khi mà chúng ta đã có những cái công cụ về định nghĩa này công cụ công cụ liên quan đến tín hiệu rồi thì chúng ta đương nhiên sẽ phải chuyển ra được hóa ra là hành động ấy, mua như thế nào đúng không cách bắt đáy như thế nào đúng không chúng ta hãy cùng nhau theo dõi những cái cách kế hoạch của tin mình chia sẻ cho anh chị em đầu tư và kế hoạch tuần tới của chúng ta nó sẽ như thế nào đầu tiên thì anh chị em chúng ta thấy rằng đấy đúng không rất nhiều người sẽ có một cái câu hỏi chung đáy là gì đúng không đáy sẽ có rất nhiều những định nghĩa khác nhau ấy thì theo cái góc nhìn của tên mình thì đáy chính là thời điểm ấy thấp nhất trong chu kỳ biến động của cổ phiếu trái ngược với đỉnh thì đáy là nơi tận cùng của sự bi quan và chán nản Ê, anh chị em ta đi qua nhiều giai đoạn nhiều chu kỳ thị trường ấy thì mỗi một cái nhịp giảm mạnh mỗi một cái nhịp biến động khiến cho tài khoản mọi người thua lỗi thì cái yếu tố đầu tiên mà mình thấy được ở đa phần nhiều tư đó chính là tâm lý của chán nản và chúng ta hay có một thói quen đó chính là tắt áp bỏ mặc tài khoản đúng không đấy nhưng mọi người hãy nhớ rằng ấy nếu như mà đáy được hình thành thì nó sẽ cho chúng ta những cái thời điểm mà chúng ta phải mua cổ phiếu nên mua cổ phiếu và chính thời điểm của đáy đi lên ấy thì những cái mức lợi nhuận cho những cái cổ phiếu từ đáy đi lên ấy nó sẽ rất là tốt. Mọi người nhớ những cái câu chuyện của đáy suy thoái 2022 hay câu chuyện của đáy bia trác 2023 hay gần đây nhất là những cái tháng 4, tháng 5 khi thị trường có những cú sập mạnh và tạo đáy thì mọi người mua cổ phiếu nào ở bất cứ giai đoạn chân sóng thì đều sẽ có những mức lợi nhuận nó rất là lớn đáy của chu kỳ 2022 sẽ là mức những mức lợi nhuận là x 56 đáy của những giai đoạn bia chat đúng không sẽ là những mức lợi nhuận x2 hay là đáy của những giai đoạn vừa qua tháng 4 tháng 5 sẽ là những cái mức lợi nhuận khoảng 30 40 trăm đấy mọi người sẽ nhớ một cái câu chuyện là như vậy và đương nhiên rồi khi mà chúng ta có những định nghĩa về đáy để cho chúng ta, anh chị em ta hiểu và những cái cơ hội ở vùng đáy thì chúng ta sẽ rằng ấy, các cổ phiếu mà dẫn đầu ở trong giai đoạn mà thị trường gọi là từ đáy đi lên ấy, sẽ thường là những cổ phiếu rất là mạnh và thường sẽ có mức tăng cực kỳ tốt đúng không? Đấy, chúng ta đã nhìn vào câu chuyện của tháng tư với những cái cổ phiếu như FPT rồi hay là chúng ta nhìn vào câu chuyện nó rộng hơn cái câu chuyện của chu kỳ lớn hơn là đáy suy thoái 2022 thì những cái cổ phiếu chứng khoán đã giúp cho rất nhiều nhà đầu tư chúng ta có những lợi nhuận x3, x4 hay là thậm chí có những người bảy đấy thì chúng ta hãy hiểu cái yếu tố như vậy vậy thì khi mà chúng ta đã có những cái định nghĩa về về đáy rồi đúng không vậy thì ở vùng đáy nó sẽ là cơ hội chúng ta khẳng định nhá ở vùng đáy sẽ là cơ hội đúng không vậy thì bây giờ chúng ta để mà nhận diện được nó thì nó sẽ cần phải có những cái tín hiệu như thế nào thì anh chị em chúng ta cần phải có sự chuẩn bị đầu tư nó luôn phải có kế hoạch đúng không vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau có những tín hiệu để nhận diện đáy đáy sẽ xuất hiện hiện tượng mọi người sẽ thấy rằng ấy, trong giai đoạn của thị trường ấy, trước khi tạo đáy thường thường ấy, là thị trường thường sẽ có những cái phiên bán cực kỳ mạnh đúng không đáy được hình thành khi mà thị trường ở trong đá giảm Vậy thì uh, sau khi kết thúc đà giảm đúng không? Vậy thì trong giai đoạn đầu tiên của chu kỳ tạo đáy thì bắt đầu sẽ xuất hiện những cái tín hiệu của những phiên bán ra cực kỳ hoảng loạn. Đấy những cái tín hiệu của những cái phiên mà bị côn margin ở các công ty chứng khoán hoặc là áp lực bán ra hoảng loạn của đám đông chẳng hạn. Khi mà họ thấy áp lực quá đúng không? Tài khoản đã bắt đầu dư vào trạng thái cảnh báo và họ bán ra bất chấp. Đấy và nó khiến cho rất nhiều các cổ phiếu 30 đến 50 mã cổ phiếu có hiện tượng sàn trắng. Và tiếp theo đó thì chúng ta thấy rằng ấy, là ở giai đoạn sau khi mà đấy yếu tố mà liên quan đến việc bán cô này, các cổ phiếu nằm sàn rồi ấy, thì ở giai đoạn tiếp theo ấy, của chu kỳ tạo đáy thì bắt đầu chúng ta thấy rằng ấy, những cái tín hiệu ấy, của cuối tạo đáy này là những cái tín hiệu của những phiên bán ra với áp lực gọi là thanh khoản khá là cạn von ấy, đúng không? Bởi vì chúng ta đã nói về cái câu chuyện rồi là vùng đáy thì bắt đầu là tín hiệu của nhà đầu tư bắt đầu chán nản muốn tắt ác muốn không giao dịch nữa đúng không và thậm chí là chúng ta còn muốn là làm sao đấy là chúng ta gọi là để mặc nó đúng không chờ đợi những tín hiệu của một vài năm sau chẳng hạn quay trở lại thì cổ phiếu mọi người có thể tăng lại thì thường ấy, những cái tâm lý chán hẳn như vậy nó sẽ khiến cho cái vùng ở đáy là yếu tố thanh khoản bán ra nó sẽ ở trạng thái gọi là chán hẳn ok chưa và cuối cùng chúng ta rằng một cái tín hiệu đảo chiều sẽ xuất hiện khi nhà đầu tư đa phần sẽ ở trạng thái chán bán rồi và các cổ phiếu rơi vào một cái vùng định giá rẻ người ta gọi vui là giá định giá của lá trà đá chẳng hạn đúng không thì bắt đầu là dòng tiền tổ chức dòng tiền tay tê to sẽ kích hoạt yếu tố của dòng tiền quay trở lại và vớt đáy vớt những những cái trạng thái giá cổ phiếu rẻ như vậy và giúp cho thị trường có những tín hiệu có những phiên bật lên và khá nhiều các cổ phiếu trong ngày hôm đó nó sẽ có những phiên bật lên rất là tốt đúng không và thậm chí là khi mà dòng tiền của tổ chức đã quay vào bắt đáy thì nó sẽ kéo theo những dòng tiền FOMO của nhà đầu tư cá nhân này ấy, của những cái nhóm nhà đầu tư khác để mà liên tục mua vào đấy và đẩy cho giá cổ phiếu có thể đi được những cái ngưỡng khá là xa ok chưa vậy thì chúng ta thấy rằng ấy, là khi mà thị trường ấy, bắt đầu tạo đáy thì những cái cổ phiếu gọi là dẫn dắt những cái cổ phiếu mạnh của thị trường ấy nó sẽ xuất hiện được kéo cái sự FOMO mô của dòng tiền quay trở lại thị trường và chính những cổ phiếu như vậy nó sẽ giúp cho thị trường đi lên một cách bền vững và giúp cho những anh chị em nào mà chúng ta biết chọn những cái cổ phiếu mạnh có những lợi nhuận tốt hơn người khác vậy thì mọi người sẽ thấy rằng ấy, cái câu chuyện của tạo đáy đúng không? Chúng ta đã trải qua rất nhiều những cái chu kỳ tạo đáy lớn, chu kỳ tạo đáy nhỏ của thị trường rồi. Mọi người sẽ mình sẽ muốn nhấn mạnh cho anh chị em một cái câu chuyện trong 5 năm trở lại đây với những cái câu chuyện của đáy của 2022 khi mà Việt Nam của chúng ta trải qua những cái câu chuyện của thiên nga đen liên quan đến Thịnh phát vụ trái phiếu đúng không? Hay là câu chuyện của đáy bia cháp 2023 khi những tín hiệu của tiền tệ nó có dấu hiệu bị đảo chiều, ví dụ như câu chuyện của lãi suất tăng mạnh, ngân hàng nhà nước buộc lòng là phải có những cái tác động bằng cách đó là hút tiền qua kênh tín phiếu. thời điểm đó cũng khiến cho thị trường có những nhịp điều chỉnh hay là những nhịp bán rất là mạnh và sau đó thì phải có những cái dấu hiệu của tạo đáy. Và yếu tố của giai đoạn tháng 4 và tháng 7 Đấy, sau giai đoạn của một cái nhịp tăng ấy, thì thị trường của chúng ta cũng xảy ra những hiện tượng bị bán với lại những cái áp lực rất là lớn và chúng ta đã làm thế nào để bắt đáy ở thời điểm đó thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại để mà anh chị em chúng ta học được những cái tư duy ấy, và chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn của thị trường giai đoạn tháng 10 nhá nếu như thực sự xảy ra những hiện tượng bị bán đúng không hay là xảy ra câu chuyện là thị trường tạo đáy trong một vài phiên tới hay là một vài tuần tới hạn chúng ta sẽ cần phải có những sự chuẩn bị để mua được sớm hơn người khác vậy thì mọi người sẽ thấy rằng ở đây ấy chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện của bắt đáy suy thoái 2022. thời điểm đó thì mình tin chắc rằng trên thị trường chứng khoán nếu như chúng ta nhìn vào hay là chúng ta gọi là mọi người trải qua những giai đoạn đó rồi mọi người sẽ nhớ lại là gần như thời điểm đó thì sự chán nản bao trùm khắp các mặt trận đúng không? Các đội nhóm gần như là buông bỏ hết nhưng duy nhất mini của Invest đồng hành của anh chị em đầu tư ở đáy suy thoái và chúng ta đã có những cổ phiếu ngân hàng bắt ở đáy suy thoái này, ok chưa? Và có những cái lợi nhuận rất là lớn ví dụ như là những cổ phiếu như Bank hay là một vài những trạng thái cổ phiếu như là CTG ở đáy suy thoái và chúng ta có lợi nhuận rất là lớn ở thời điểm đó. Hay là câu chuyện của tư duy đấy, với những cổ phiếu chứng khoán để mà x10 thì đến thời điểm tại những cổ phiếu như STS mua ở chân sóng ở năm 2022 đều đã có những lợi nhuận x7 rồi. Đấy thì chúng ta nhớ một cái điều là như vậy. Vậy thì để làm sao chúng ta bắt được đáy thì mọi người sẽ nhớ như này nhá. Là câu chuyện của 2022, thị trường của chúng ta sau khi trải qua một cái chu kỳ uptrend khá là mạnh ấy, trong xuyên suốt khoảng 2 năm 2020 2021 đúng không? Và bước vào giai đoạn của 2022 đó chính là câu chuyện của chiến tranh Nga và và sau đó là câu chuyện của thiên nga đen chính tại Việt Nam chúng ta dựa trên câu chuyện của trái phiếu nó bị vỡ vụ AC, à, SCB đấy đúng không? Vậy thì sau khi mà bị vỡ rồi, bắt đầu tín hiệu đầu tiên của thị trường là xuất hiện những cái phiên bán hoảng loạn, côn mơ hoặc 30 đến 50% các cổ phiếu sàn trắng. 30 đến 50% phần, uh, cổ phiếu sàn sàn trắng luôn thì chúng ta rằng giai đoạn đầu tiên này, đấy, giai đoạn bắt đầu là kích hoạt yếu tố bán hoảng loạn của thị trường đúng không? Thị trường của chúng ta kích hoạt bán hoảng loạn bắt đầu là liên tục có những phiên pha, pha rồi, đấy sẽ rơi rất là mạnh. Giai đoạn đầu thì thanh khoản bán ra rất là lớn Đúng không? Bởi vì sự rằng co trong tâm lý của nhà đầu tư bắt đầu là Nó vẫn đang duy trì Nhưng đến khi mà ở giai đoạn gọi là cuối Chu kỳ tạo đáy Thì bắt đầu chúng ta rằng Cái việc mà bán ra của nhà đầu tư bắt đầu chán rồi Ê, Âm thì cũng đã âm rất là sâu rồi Và họ không muốn bán ra cổ phiếu nữa đấy, Và trong giai đoạn cuối của giai đoạn tạo đáy Chúng ta rằng bắt đầu là những phiên xanh, phiên đỏ Nó đan xen Đúng không? Và thêm vào đó thì thanh khoản có dấu hiệu gọi là cạn kiệt đấy tức là chán bán rồi và người mua những người cầm nhiều tiền chẳng hạn những người mà đã quản trị tốt thì họ bắt đầu giải ngân dần nó tạo ra hiện tượng gọi là cạn von là như vậy đấy và bắt đầu chúng ta rằng cái phiên của ngày bao nhiêu phiên của ngày 17 tháng 11 hay hai một phiên mà tim mình đã chuẩn bị rất kỹ cho cái phiên đó đó chính là một phiên đảo chiều ấy khi mà ngân hàng là nhóm ngành kích hoạt cho dòng tiền tổ chức quay trở lại thị trường và khi tổ chức quay trở lại thị trường ấy thì bắt đầu nó sẽ kích hoạt cho dòng tiền của cá nhân dòng tiền của những người mà nhiều tiền chẳng hạn họ vào họ mua rất là quyết liệt đấy và bằng chứng là kết thúc phiên ngày hôm đó đó là một phiên kéo tăng 50 điểm và rất nhiều các cổ phiếu xanh tím và thậm chí là chúng ta thấy rằng ngày hôm sau đúng không tín nhận tiếp tục là thể hiện là dòng tiền mạnh để kéo ở gác và đây là những cái dấu hiệu quan trọng để tạo đáy cần phải có những phiên mà thể hiện ý chí dòng tiền tổ chức quay trở lại và xuất hiện những cái nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt đấy, năm 2022 bắt đầu là xuất hiện những cổ phiếu ngân hàng ở đáy suy thoái Đấy, BIDV hay là CTG là những cái cổ phiếu nó dẫn dắt cho thị trường hay là chúng ta nhìn vào câu chuyện của giai đoạn gần đây nhất đấy, gần đây đó chính là câu chuyện của năm 2023 đánh bia chắc khi mà giai đoạn đó ấy, thị trường của chúng ta cũng trải qua giai đoạn gọi là thị trường giảm rất là mạnh ấy, giải, giải, qua rất nhiều các nhịp bull chát như phúc đã chia sẻ thì cái tín hiệu tạo đáy ban đầu này mọi người nhớ nhá ấy, ban đầu nó sẽ cần phải có tín hiệu đó chính là những cái phiên bán ra áp lực lớn này mơ xin côn trên các thị trường ấy, và rất nhiều các cổ phiếu lan sàn đấy, và chúng ta cũng đã có một cái sự chuẩn bị đúng không giống như hai đó chính là ngày bao nhiêu đấy đó chính là trước đó này cái ngày đây cái ngày uh, 31 tháng 10 ấy, thì team mình có chia sẻ những cái góc nhìn là chuẩn bị cho anh chị em đầu tư là côn mơ xin trở lại hơn 50 mà, uh, 50 mã sàn bao giờ mới có đáy đúng không à, Đây là những cái tín hiệu đã cho chúng ta nhận diện được là a à, xuất hiện đúng cái bộ công cụ của chúng ta rồi và bắt đầu này đấy, mọi người sẽ thấy rằng này, đây để tiếp tục này đấy ở giai đoạn đó thì yếu tố của thị trường này bắt đầu là thanh khoản bán ra nó rất là thấp đúng không Tức là ở trạng thái cạn kiệt về thanh khoản và xuất hiện tín hiệu đảo chiều. sau đó mọi người thấy rằng sau cái phiên của 50 mã sàn là bắt đầu của một cái cây hồi kỹ thuật đấy khi mà kéo được những rất nhiều các cổ phiếu chứng khoán tím. Ngày hôm đó mình nhớ là những cổ phiếu SSS, MBS, CTS là những tín hiệu để cho tín hiệu của một cái nhịp đảo chiều đúng không? Cho một cái phiên đảo chiều. Và ngày hôm sau, VN-Index tăng 35 điểm hơn 100 mã tím cho thấy tín hiệu tổ chức dòng tiền tay to đã quay trở lại và chúng ta mua rất quyết liệt ở phiên ngày hôm đó và gần như là chúng ta giải ngân được đúng đấy đấy chúng ta nhớ một cái trạng thái là như vậy. Và gần đây nhất là những cái câu chuyện của tháng 4 tháng 5. Đấy khi thị trường bước vào giai đoạn của những cái nhịp giảm mạnh. Đấy, thì mọi người sẽ thấy rằng ấy, về EM100 bắt đầu tín hiệu của thanh khoản bắt đầu có dấu hiệu cạn lại von. Đấy và tiếp tục là những cái phiên bật lên đấy, tăng xanh của 24 tháng 4 và những cái trạng thái cổ phiếu FPT để chúng ta bắt được ở thời điểm đó, gọi là những cổ phiếu dẫn sóng và nó giúp cho dòng tiền quay trở lại thị trường. Đấy cá nhân tổ chức kích hoạt cho dòng tiền gọi là mạnh rất là mạnh vào thị trường nhá thì chúng ta thấy rằng những cái cổ phiếu FPT nó tăng đến 40 đúng không đấy thì đây là một cái tín hiệu để chúng ta nhận diện đấy sau một cái nhịp uh, điều chỉnh mạnh này giảm mạnh này tín hiệu của sự cân bằng này bắt đầu có những phiên bật lên đấy, tăng xanh 15 đến 20 điểm và những cái cổ phiếu dẫn mạnh dắt những cổ phiếu mạnh như FPT nó xuất hiện đấy thì nó sẽ cho chúng ta tín hiệu của tạo đáy thành công ok chưa tiếp tục là câu chuyện của tháng 7 đấy, tháng 7 thì chúng ta thấy rằng thị trường của chúng ta cũng có một cái nhịp giảm đúng không? Đấy, và giảm ở đây có cả hiện tượng bull chắc và nếu như anh chị em ta theo dõi của Bitcoinvest thì chúng ta rằng ấy, chúng ta cũng có những cái sự đề phòng đấy, bằng cách là chúng ta bán bớt cổ phiếu ở thời điểm đó và khi mà thị trường có nhịp bull chắc thì nó xuất hiện những cái cây gọi là áp áp lực bán cực mạnh ấy của Thiên nga đen này câu chuyện của Nhật Bản này carry chết đấy và ngày hôm đó thì uh, mọi người thấy rằng ấy, là gần như là hoảng loạn nó sẽ diễn ra trên thị trường rất nhiều các cổ phiếu nằm sàn nhưng ngày hôm sau chúng ta rằng tín hiệu của thị trường bắt đầu có một cây gọi là phục hồi kỹ thuật đúng không và cây phục hồi kỹ thuật xong ấy thì nó vẫn chưa cho thấy tín hiệu của tạo đáy rõ nét và chính cái cây ấy, bật lên ấy, kéo được dòng tiền quay trở lại mạnh của ngày bao nhiêu? Của ngày 19 tháng 8 là cây gọi là xác nhận về cái dấu hiệu tạo đáy của thị trường và sau đó thì rất nhiều các cổ phiếu dẫn sóng nó đi lên. Đấy ví dụ như là những cái cổ phiếu ngân hàng, đấy, CTG hay là những một, một vài những trạng thái cổ phiếu khác. Đấy vậy thì cái câu chuyện ở đây tháng 2022 À, câu chuyện của 2023 hay câu chuyện của tháng 4 tháng 7 thì chúng ta rằng ấy, nó đều có một tín hiệu chung của tạp đáy như vậy, đúng không? À, một cái lộ trình 4 pha và chúng ta không thể bỏ lỡ được. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đến với cái uh, kế hoạch của team mình ở trong tuần tới nó sẽ là như thế nào. Thì thời gian vừa qua chúng ta rằng khi mà thấy tí, thị trường có những cái tín hiệu rủi ro, đấy team mình đã bán được một cái lượng cổ phiếu khá lớn ở trên vùng đỉnh đúng không? Và chuẩn bị cho cái câu chuyện là nhìn thấy cơ hội ở giai đoạn này à, và chúng ta rằng lại là tuần tới vừa qua thứ sáu thì team mình vẫn chưa hề cho anh chị em chúng ta giải ngân đấy mặc dù là thấy các cổ phiếu bật lên bất động sản bật lên đám đông hô hào rất nhiều nhưng bởi vì nó chưa giúp cho team mình thỏa mãn những tiêu chí tạo đáy của team mình ấy, nên team mình vẫn chưa hề giải ngân và thị trường ngày hôm thứ sáu vẫn chưa có tín hiệu nào của tạo đáy Nên là team mình nhất quyết là chưa giải ngân ở thời điểm của tuần vừa qua đúng không và mọi người thấy rằng mặc dù là bất động sản đúng không kéo nhưng mà tin mình vẫn tuyệt đối trung thành với lại phương pháp đầu tư và vẫn ở trạng thái quan sát nếu như mà thị trường có những cái nhịp buôn cháp thì có thể những cái cổ phiếu bất động sản nó có thể là những cổ phiếu bị bán sau nên chúng ta cũng cần phải có những cái kế hoạch để phòng ngừa đấy và bên cạnh đó thì hệ thống Zoom khách hàng học viên của team mình đã được chuẩn bị bằng những cái buổi đào tạo chuyên sâu để giúp cho anh chị em chúng ta nhận dạng diện được thị trường và tránh cho những uh, cái kế hoạch nó bị đổ bể. Ví dụ như là, anh chị em thời điểm này chẳng hạn chúng ta đang cầm tiền mà mọi người sốt ruột quá mua quá sớm thì có thể dẫn đến những cái phiên bị bán và bị lỗ đúng không? Và những cái buổi đào tạo này để giúp cho anh chị em chúng ta chuẩn bị kế hoạch và không bị phá vỡ cái nguyên tắc giao dịch của chúng ta. Đấy thì uh, mọi người thấy rằng những cái buổi đào tạo đã được diễn ra vào ngày 21 24 tháng 10 bốn đấy được đào tạo rất sớm những cái phiên gọi là để chúng ta có được nhìn thấy cơ hội từ rất là sớm đấy thì với những anh chị em nào mà chúng ta đang theo dõi uh, gọi là cộng đồng của Midwest, đấy, chúng ta thấy được những cái kế hoạch hành động của team mình thời gian vừa qua theo đúng cái bộ công thụ cụ đúng không giúp cho chúng ta tránh được những cái nhịp giảm của thị trường đấy, biết cách chốt lời hiệu quả Đấy, và bên cạnh đó chúng ta cũng có những lộ trình để làm sao nhìn thấy cơ hội đấy thì thời điểm tới đấy, team mình sẽ có thêm những cái buổi đào tạo cũng như là có kế hoạch để giúp cho anh chị em nào mà chúng ta ở trong zoom hệ thống khách hàng hạn để chúng ta bắt được những cái thời điểm đúng đấy, đấy bộ công cụ này thì chia sẻ hoàn toàn free ấy. anh chị em chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào để mà tìm được những điểm mua ở theo kế hoạch nhưng với những anh chị em nào chúng ta chưa rèn luyện đủ hay là chưa có được cái trải nghiệm trên thị trường hay là bắt cách bắt đáy nó hiệu quả thì mọi người hoàn toàn có thể tham gia những hệ thống Zoom khách hàng hay là học viên của team của Vest để được team mình theo sát ở trong phiên và chọn những cái thời điểm mua ăn chắc nhất. Ok chưa? Vậy thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe những chia sẻ của team Mid của Vest trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những buổi livestream sắp tới.